nhìn sai chỗ. Tiếp tục, một người đàn ông yêu 2 năm chưa GTH là gì? Chưa giới thiệu với gia đình vì lý do chưa ổn định tài chính, mẹ phản đối em ngoại đạo, em còn đang đi học thì có nên thông cảm không, hay đó chỉ là lý do để dừng lại với anh ta? Ok, chắc chắn là anh ta chưa có tình cảm với em lớn. Một người đàn ông khi có tình cảm với em lớn, cho dù anh ta không tự hào về gia đình của anh ta, cho dù anh ta không tự hào, anh ta vẫn muốn em biết. Lý do là vì vậy nè, anh ta muốn em có cảm giác an tâm về anh ta, và khi mà anh ta muốn cảm giác đó, anh ta sẽ cho em thấy. Tuy nhiên cái quan trọng ở trong cái phần này nè, về mặt sinh học nha, về mặt tâm lý nha, khi mà một người nào đó mà có cái tình cảm với em đủ lớn thì anh ta trust, thì cái ở trong cái cảm giác mà tạm gọi là cái cảm giác yêu đó, nó có cái gọi là cái trust, là cái niềm tin đó, rất tin đó, và tin cực kỳ luôn, rất tin. Tin tới mức mà anh có nhiều tiền anh nói cho em biết, anh làm nhiều lương anh cho em biết luôn, anh gặp khó khăn gì, anh có cái điều gì xấu hổ, anh có cái điều gì mà anh không dám kể người khác, hồi nhỏ anh bị cái thằng kia nó lớn hơn anh gấp đôi đánh anh, và anh đau quá anh khóc anh về anh mát mẹ lại lại vậy đó, hay là anh học dốt lắm anh bị ở lại lớp gì đó, người ta dám kể cho cái người đó. Là vì sao? Là có cái trust, và mỗi người họ có một cái nhu cầu á, là phải có một cái người nào đó mà mình trust, mình tin tưởng để thổ lộ ra những cái điều đó. Ok, do đó là nè, chính vì vậy cho nên cho dù anh ta không tự hào về gia đình anh ta vẫn sẽ đưa cái đó ra cho em, tại vì nó chính là cái gọi là cái vulnerability, tức là cái việc mà anh ta chấp nhận dễ bị tổn thương đó, đưa qua cho em là vì cái dấu hiệu của cái trust. Tại vì cái trust nó là cái dấu hiệu của cái cảm giác yêu đã được xây ra ở một cái chừng mực nào đó, có một cái ngưỡng nào đó, người ta sẽ trust em, càng yêu người ta càng sâu hơn. Ok, thì nếu như tình cảm của anh ta nhiều, anh ta sẽ có cái trust đó, và nếu có cái trust đó, anh ta sẽ đưa cho em biết về gia đình anh ta, cho dù là anh ta không tự hào về gia đình của mình, anh ta vẫn sẽ cho em biết nếu tại khi cái trust nó xảy ra. Do đó nếu như anh ta chưa làm điều đó, anh ta có gia đình, anh ta không muốn nói, anh ta giấu cái gì đó, anh ta không muốn giới thiệu cái gì đó, thì có nghĩa là cái trust nó chưa đạt được tới một cái mức nào đó, có nghĩa là cái tình cảm anh ta dành cho em nó còn cái gì đó, nó chưa đủ lớn, mà sau 2 năm nó chưa đủ lớn. Và theo cái cách em đặt câu hỏi là có phải là lý do để mình bỏ anh ta luôn không, tức là đây có phải là lý do nên dừng lại, thì cái câu đó nó nói lên là em và anh ta đang có nhiều cái hụt hạt, và em đang nghĩ tới việc là sẽ không còn giữ mối quan hệ này nữa vì cái cảm giác nào đó mà em đang có trong lòng. Ok, điều đó nó nói lên là nếu như quan hệ của em mà nó có cái dấu hiệu như anh vừa đoán thì thấy rõ ràng là cái tình cảm người đàn ông này dành cho em chưa đủ lớn. Nếu vậy thì sao biết không, 2 năm rồi bỏ thì chưa chắc là bỏ, tức là sao biết không, quay lại cái livestream trước anh có hướng dẫn các bạn. Ủa, hình như phải cái livestream trước mà là trong YouTube, cái livestream trên YouTube thứ ba vừa rồi. Đối với một người phụ nữ nha, đây là cái các bạn nên làm. Các bạn thường hay xác định như này, ok, giữ hay là bỏ, níu hay là bỏ. Mà thường các bạn thường á là các bạn bỏ bỏ không được. Lý do bỏ không được như mình giải thích với các bạn rất nhiều, là vì những cái cấu trúc về sinh học của người phụ nữ á, nó làm cho người phụ nữ rất là khó để mà có thể gọi là bỏ đi một cái mối quan hệ tình cảm đã từng được thiết lập ra bên trong, là tại vì những cái cấu trúc về sinh học nó sẽ làm cho mình khó chịu. Tuy nhiên đây là cái lời khuyên mà mình nghĩ là có giá trị với các bạn. Đối với một người phụ nữ, chúng ta không cần phải xác định là bỏ hay giữ, mà chúng ta ở một cái trạng thái không bỏ không giữ. Tại vì các bạn luôn đặt mình vào một cái thái cực các bạn luôn đặt mình vào một cái thái cực hoặc là giữ mà là bên đây, hoặc là bỏ là bên đây, mà các bạn không hiểu được là nó còn nguyên một cái đoạn ở giữa, nó không nhất thiết là phải bỏ hay là giữ. Mà nếu các bạn không bỏ không giữ thì các bạn hành xử như thế nào? Các bạn hành xử như một người phụ nữ mà người đàn ông nó đang theo đuổi, có vậy thôi. Bạn nghe rõ nha, một người đàn ông đang theo đuổi thì ở trong đó bạn sẽ thấy không có khái niệm là bỏ, và nó cũng không có khái niệm là giữ. Anh ta đang theo đuổi mình mà, mình bỏ cái gì, mình giữ cái gì? Mình không thích anh ta vẫn có thể theo đuổi mình mà, đúng không? Mình thích anh ta vẫn có thể theo đuổi mình mà, đúng không? Mình chẳng có cái niệm bỏ và giữ ở đây.
Do đó các bạn đừng đi theo cái cách nghĩ đó. Đó là một cái cách nghĩ có tính định hướng, nó sai đi. Tại vì khi các bạn nghĩ là các bạn bỏ thì phải loại là tuyên bố với anh ta chia tay hôm nay, ký cái giấy kết móc méo ra gạch chéo trái tim là bỏ. Còn nếu giữ là sao, cũng móc méo ăn thề nhau, cắt máu nhiễu vô cái ly uống chung giọt máu, xong rồi cưa ra là chúng ta giữ thề nhau suốt đời. Các bạn nên hiểu là trong tình cảm nó có khái niệm đó, tất cả cái cuối cùng mà nó đến với một cái quyết định của người đàn ông hay người phụ nữ là cái khác, cái tình cảm bên trong. Bây giờ bạn ký cái tờ giấy nào đi chăng nữa, được chứng nhận bởi nhà nước đi chăng nữa, bị chứng nhận bởi một cái 300 người đi tham gia cái đám cưới của bạn đi chăng nữa, khi mà tình cảm nó tụt, nó vỡ, nó vẫn vỡ. Nhưng nó không có khái niệm bỏ giữ, mà nó là gì biết không, để cái tình cảm nó quyết định và tập trung vào xây cái tình cảm. Tuy nhiên ở cái vị trí một người phụ nữ, mình nói lại nè, không có cái khái niệm bỏ và giữ ở đây. Ở trong cái việc anh ta đeo đuổi mình, anh ta đeo đuổi mình thì để anh ta đeo đuổi mình, có vậy thôi, không bỏ không giữ. Nếu anh ta theo đuổi mình một cách mạnh mẽ thì mình đầu tư nhiều vào tương ứng, nếu anh ta không theo đuổi mình thì mình lùi lại không đầu tư vào vậy thôi, không cần phải lại nói với anh ta là tôi không, tôi bỏ, tôi không giữ, tôi bỏ anh. Nếu mà bạn nói chữ bỏ với những người đàn ông mà bạn không muốn giữ mối quan hệ, thì trên thế giới này nó có khoảng chừng 3 tỷ rưỡi người đàn ông, bạn phải nói câu đó. Bạn sáng bạn gặp cha hàng xóm, bạn gõ cửa cha mở cửa, anh ơi tôi quyết định là tôi bỏ anh, tại vì sao, tôi không muốn giữ cái mối quan hệ tình cảm với anh. Ông hàng xóm ông nói chứ uống thuốc chưa, sáng chưa uống thuốc, quên uống thuốc hay sao rồi. Rồi bạn gặp một người đàn ông trong chỗ làm, ông vô nói anh, là tôi nói này, nó có chuyện gì vậy? Anh quyết định là em, quyết định là em bỏ, không quan hệ tình cảm. Tại sao? Tức là bạn bạn luôn cái thái cực là bỏ hoặc giữ. No, nếu mà có một cái người nào đó có tình cảm với mình, họ sẽ tự xây, họ sẽ tìm cách chứng minh, họ rung động, họ đeo đuổi. Thì tùy vào cái mức họ rung động, họ đeo đuổi đó mà mình hành xử tương ứng. Và cái người nào chinh phục được mình cuối cùng á, xứng đáng á, thì sẽ là cái người mà mình chọn. Chứ không có thái niệm là bỏ ông này giữ ông kia. No, khi các bạn làm theo cái đó là các bạn bắt đầu đi theo cái là cực đoan, giống như là Hồi giáo cực đoan, và bắt đầu bạn hành xử sai tà le. Thì đó là ở đây á, anh muốn một, như cái cách em hỏi á, là cái này là giữ hay bỏ. Ok, thứ nhất á, là anh ta là cái người chưa có đủ cái niềm tin, chưa có đủ cái trust với em để có thể giới thiệu em với gia đình, hoặc là có những cái anh ta muốn giấu, và điều đó nó cũng nói lên là cái trust chưa cao. Ok, có nghĩa là anh ta chưa thật sự có cái cảm giác xây lên cái cảm giác về yêu thương, về tình cảm, mà tình cảm yêu đương nam nữ á, chưa đủ lớn. Và chưa đủ lớn thì nó cần được xây thêm, có vậy thôi. Và để anh ta xây thêm thì em phải hành xử như thế nào để nó đúng với cái trạng thái hiện tại anh ta đang có cho em. Giả sử như cái người đàn ông mới quen em 1 tháng thì em hành xử như thế nào để cái trạng thái 1 tháng đó có sự rung động, nó xây tiếp. Nếu anh ta đã quen em 2 năm rồi mà không có tình cảm với em đủ lớn thì em phải hành xử như thế nào hợp lý, tương ứng với tình trạng đó để anh ta có thể xây lên. Nếu anh ta không xây lên được thì sao, thì lúc đó tự nhiên anh ta sẽ buông, tự nhiên em cũng sẽ không đầu tư vào, và lúc đó đường ai nấy đi, mà không cần phải lại nói là tôi bỏ hay tôi giữ. Tại vì khi mà em nói em bỏ hay em giữ là em sẽ cực đoan và em sẽ chắc chắn sai, em sẽ chắc chắn sai. Tại vì nếu mà anh ta nằm ở giữa này thì bỏ hay giữ gì cũng sai hết. Nếu anh ta yêu em, giả sử nha, 3 điểm đi, 3 điểm đi, anh ta quen em giả sử như 3 tháng, anh ta 3 điểm, em quyết định nó 3 điểm bỏ. Nếu em 3 điểm bỏ thì em sẽ không bao giờ có được một người đàn ông nào cả, tại vì lúc đầu người ta có cho em chỉ có vài điểm thôi. Còn nếu em nói em giữ thì em sẽ hành xử sao biết không, em hành xử như người ta đã yêu em 10 điểm á, là em sẽ fall in love, em sẽ quan hệ tình dục, em sẽ có những cái đó, và anh ta cũng sẽ buồn, anh ta sẽ nản, anh ta sẽ tuột cảm giác yêu của anh ta ra đi. Do đó là em hành xử như thế nào thì em thấy là cực đoan cũng 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 không nên đó chứ. Tại vì người ta có những cái cảm giác nó nằm dọc theo cái quá trình người ta xây cho em. Do đó là mình không thể nào là bỏ hay giữ, mà mình nên nghĩ theo cái gì phải không? Ok, anh sao thì em đầu tư tương ứng, có vậy thôi. Đó là cái mà các bạn cần phải hiểu. Và cái này các bạn nữ vấp rất nhiều luôn, vấp nhiều ơi là nhiều luôn. Tại vì phụ nữ các bạn luôn có cảm giác insecure, tức là các bạn cảm giác không an tâm á. Và chính cái sự không an tâm đó cho nên người đàn ông khó yêu mình lắm. Và rồi cũng cái sự không an tâm đó mà các bạn luôn muốn là cái gì phải rõ ràng, cái mối quan hệ mình là gì chúng ta phải rõ ràng. Oh my god, rõ ràng nhưng người ta chưa có cảm giác yêu với mình thì nó chưa có, tại sao phải rõ ràng? Yêu đâu phải cái thứ mà bụp cái lại là quyết định yêu là yêu, quyết định không là không. No, hiểu không? Nói cái này là nhiều lắm rồi đó. Để gắn qua này, dán qua này, paste qua, dán qua.
Anh quen em qua bạn em mới, ôi mời em viết tác không dấu, em viết không dấu hơi căng. Tức là bên ba hồi có dấu, ba hồi không dấu. Anh quen em qua bạn em S là gì biết không? Là mới đúng không? Nói chuyện em vài bữa mà anh cứ nói là anh thích em ngay lần đầu tiên. Đi cà phê anh ấy cứ coi như em là của anh ta rồi. Anh ấy cầm tay em nhưng em lại thu lại. Rồi về nhà anh ấy nói em không có cho anh thể hiện tình cảm. Nhưng em nói em không muốn có mối quan hệ mà chưa biết nhau. Mà buổi đầu nắm tay rồi. Rồi anh lại bảo em, anh yêu em là thật. Anh lấy lý do già rồi. Muốn ổn định vì công việc anh không có thời gian tán tỉnh. Và anh thích yêu kiểu xì tin như em. Để cuộc sống mới mẻ hơn. Theo anh em nên nghĩ như thế nào về người này ạ? À, em không có cần phải nghĩ như thế nào về người này hả? À, người này thì về cái gì, em chỉ nên hành xử như thế nào để anh ta có thể xây cảm giác yêu thôi. Chẳng có gì để nghĩ, thế là anh ta là người như vậy, anh ta là người như vậy, em thấy cái gì thì là vậy rồi. Em hỏi là em nên nghĩ như thế nào về người này, em nghĩ như em thấy sao em cứ nghĩ vậy. Nhưng mà cái quan trọng không phải là cái em nghĩ gì về anh ta, mà là em hành xử như thế nào với anh ta. Ở đây nếu mà em hành xử quá cứng để làm cho anh ta bị cảm giác là em không hứng thú, em không thích anh ta, thì anh ta sẽ rút lại, có khả năng đó. Tuy nhiên nếu như mà em hành xử như vậy mà anh ta vẫn sáng tới thì nó chứng tỏ anh ta có cái rung động khá mạnh. Do đó là em phải hành xử như thế nào cho đúng ở đây, có vậy thôi không? Còn nghĩ như thế nào, anh thấy chẳng có gì để nghĩ đây cả. Anh ta là anh ta thôi, em gặp anh ta như thế nào thì anh ta là thế, thế đó. Em chào anh Tuấn, anh ơi, người yêu cũ em sau 1 tháng chia tay đòi quay lại mà em chưa chịu. Anh ta hẹn em đi chơi 3 lần em mới đồng ý, nhưng trong buổi hẹn em thấy anh ta vẫn không thay đổi, vẫn ăn mặc xòe xòa và không ga lăng. Em có nên góp ý cho anh ta thay đổi không và góp ý thế nào? Ok, theo em tả nha. Ở đây là anh ta mà ăn mặc xòe xòa và không ga lăng. Như anh nói là ở trong cái giai đoạn mà kêu là giai đoạn hẹn hò đó, thì em phải để cái thử thách ra cho anh ta và em phải cho anh ta biết cái định hướng, tức là cái sự mong đợi của em. Ở đây em nói anh ta mặc xòe xòa, nó không biết cái vụ ăn mặc xòe xòa này nó có phải cái này mà đáng lo hay không, tại vì anh cũng thuộc dạng ăn mặc xòe xòa. Anh ngồi tại vì em nói anh mặc xòe xòa, giờ anh ngồi anh nghĩ lại anh có ăn mặc xòe xòa không đó. Thực ra anh khá là xòe xòa, các bạn gặp mình ở trong lớp đó là cái đó là cái như là bạn, các bạn là bạn bạn đẹp nhất rồi đó. Các bạn là cái bạn lịch sự nhất rồi, chứ còn bình thường thì xòe xòa đó. À, mấy đứa thằng con trai mình 20 tuổi nói ba ăn mặc gì nhìn giống mấy ông già, thì mình mới nói chứ giờ tụi con ba, ba già rồi thì 3 tuổi ba vậy thì ba ăn mặc vậy, nói đầu cắt gì đâu mà không có giống Hàn Quốc, quần thì không có túng chân, ống thì ống thẳng không có túng chân, rồi áo thì mặc không có giống như mấy cái áo body cái dạng. Và anh nghĩ anh mặc sờ sờ ở đây thì anh chưa hiểu lắm, em không hài lòng về việc anh ta mặc sờ sờ thì em cho anh ta biết. Không ga lăng ở đây nó nói lên về cái việc anh ta thể hiện tình cảm với em không nhiều, thì cái đó là cái anh nghĩ nó quan tâm hơn. Thì em nên cho anh ta biết là cái sự mong đợi của em. Người yêu cũ em sau 1 tháng chia tay đòi quay lại mà em chưa chịu. Trong buổi hẹn em thấy anh ta vẫn không thay đổi. Em có nên góp ý, em nên cho anh ta biết sự mong đợi. Dùng chữ góp ý thì nghe hơi ghê. Em cho anh ta biết cái sự mong đợi của em, đồng thời em cũng dùng cái hành xử của em để cho anh ta biết là em không hài lòng. Giả sử nha, em nói là cái tình cảm của anh dành cho em thấy là nó chưa có đủ lớn, và em nghĩ là cái mối quan hệ mình nó chưa thực sự tới cái mức mà mình thân mật với nhau như vậy, do đó là em nghĩ là có gì á thì khi nào mà anh cảm giác là anh thấy thật sự cần á và anh muốn thay đổi thì anh tới anh tìm em, thì lúc đó mình đi chơi với nhau, chứ ở hiện tại em chưa có cái cảm giác rung động, em chưa có cái cảm giác thấy là mình được hạnh phúc khi đi chơi với anh. Đây là một cái thông điệp rất là mạnh đó, rất là mạnh, tại vì em nói đây nó chia tay quay lại, em chưa có cái cảm giác đó, cho nên cái cuộc đi chơi em chưa có cảm giác vui, do đó em rất tiếc. Nhưng mà nếu mà có em có từ chối lần sau thì mong là anh đừng giận. Tức là đó, em có thể nói ra cái dạng thông điệp nó rất là mạnh, nó mạnh ở cái mức mà anh ta thấy là anh ta cần phải nhìn lại coi cái cô này có mong đợi gì và mình có thay đổi được hay không. Tuy nhiên cái quan trọng ở đây là em đưa cho anh ta ra một cái gọi là cái thử thách,
ở cái chừng mực đó là em có thể đưa ra cái tư thế thẳng luôn, vì đây là hai người yêu nhau trước mà đã chia tay, anh không biết chia nhau bao lâu, có quan hệ tình dục chưa anh không biết luôn, nhưng mà ở cái chừng mực mà đã như thân như vậy thì em phải đưa ra cho anh ta thấy, và anh ta phải vượt qua được cái đó thì anh ta mới có cái cảm giác yêu lại được. Và em phải khó khăn trong cái phần đó, bắt buộc bây giờ em phải khó, vì theo em tả anh ta không ga lăng, anh ta mặt xòe xòa thì anh đoán là anh ta không thể hiện tình cảm với em nhiều. Điều đó có nghĩa là sao biết không, anh ta đầu tư cho em quá ít, điều đó cũng có nghĩa là em đầu tư lại cũng ít tương ứng, hẹn không đi chơi, anh ta hỏi tại sao không đi với anh, nói là mỗi lần đi với anh em không biết sao mà em không cảm giác vui, anh ta hỏi bây giờ em phải làm sao cho em vui, em nghĩ là nếu anh đặt cái câu hỏi đó ra thì anh sẽ biết được, anh ta sẽ bắt đầu phải suy nghĩ lại, và từ đó nó dẫn tới cái hành động có cái tính là thay đổi. Và nếu như anh ta không thay đổi thì lúc đó anh ta sẽ cân nhắc nè, anh ta nói trời nhỏ này nó khó quá, đi ăn mặc thì phải chải chuốt rồi phải thể hiện này thể hiện nọ, phiền quá, mình chỉ muốn đi quán cà phê vô chỗ nào tối tối tắt đèn thôi, mà nếu khó thì phiền gì thì mình sẽ không làm. Nếu như anh ta không làm thì có nghĩa là em sàng lọc ra anh này, anh không còn cái sự rung động, anh không có cái mong muốn là muốn xây với em đó, tức là em không đủ quan trọng để mà anh ta bắt đầu xây tiếp thì anh ta sẽ buông, và anh ta buông thì mình coi như là cũng coi như là mối quan hệ này nó không tái thiết lập. Còn nếu như anh ta cái cảm giác anh ta chịu không được, anh ta nói ồ không gặp cô này trong lòng nó khó chịu á, anh ta sẽ bắt dẫn tới cái việc là thôi mình phải thay đổi, và đó chính là cái cảm giác yêu vừa được tạo ra, vừa được tăng lên, vừa được xây lên một chút. Đó là em phải đưa cho anh ta cái thử thách đó ở trong cái tình huống này. Sao em gặp toàn những tình huống mà nó éo le quá, em đi sao lúc đầu mà cái đoạn sau cũng đi vậy, muốn biết. Ok, tiếp tục nè.